Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Alpha Five. Hôm nay mình sẽ trở lại với chuyên mục Sun Europe với tụi Plus này ha. Plus là layer 2 của Ethereum. Họ đang có những cái chiến dịch rất là lớn trên mainnet mà rất là nhiều người biết. Riêng cái chiến dịch mà mình sắp chỉ các bạn thì nó lại làm trên testnet. Nó mới vừa ra mắt trên Galaxy thôi, chưa, rất là ít người biết luôn. Tại nó mới ra mắt ha. Còn cái mainnet mình giới thiệu sơ cho các bạn về mainnet ha. Mình giới thiệu sơ là nó hiện tại á, tụi Plus này, nếu mà các bạn muốn tham gia, các bạn phải bridge từ nha, đây bridge từ Ethereum mainnet sang cái tụi Plus này, nên nó rất là tốn kém. Mình mới bridge có 0.0 mấy à, đây nè, viết bao nhiêu quên rồi, 0.04 ETH à, bridge qua để chơi thôi, để mình đừng có bỏ lỡ nó thôi, chứ mình không dám bridge nhiều. Tại vì các bạn bridge qua rồi là tới tận tháng 5 2024 các bạn mới được rút nha. Còn ai mà muốn ủng hộ mình thì lát nữa mình để mấy cái code này nè, thì các bạn nhập vô để các bạn tham gia cái này nha. Bắt buộc phải có code này nó mới cho các bạn tham gia nha. Tụi này nó dạng theo tụi đa cấp ấy, nó không phải kiểu thường đâu. Các bạn nếu mà muốn tìm hiểu phân tích cơ bản của tụi quỷ này nè, thì các bạn hãy lên cái trang YouTube của GFI Venture á. Có những cái bài phân tích kênh YouTube luôn đàng hoàng nha. Cái bạn đó phân tích rất là kỹ về cái tụi Plus này, để các bạn có thể nắm và có thể dám đặt tiền vô ha. Mình thì không có đưa ra những lời khuyên đầu tư, mình chỉ săn Europe mà thôi. Rồi, cái đó là xong phần mainnet ha. Nhớ cái này mainnet là hiện tại đang độc lập với lại testnet. Testnet thì nó mới vừa mở ra chiến dịch vào khuya ngày hôm qua là 29 tháng 1 á. Thì nó gồm có 3 chiến dịch ở trên Galaxy, gồm có 3 chiến dịch này. Đây là mình mở sẵn cho các bạn luôn, coi luôn. Là một là của Patico Plus nè, tụi Sim Future này là để trade future nè, trade phái sinh đấy. Còn cái Interport này là cái cầu để bridge ETH từ Sepolia ETH qua Plus ETH ha. Rồi đầu tiên mình làm thằng này trước. Mình làm cái thằng Patico Plus Takeover Beta này nè. Mình làm mấy nhiệm vụ đơn giản trước ha. Cái thằng này nó, cái cách join của nó khá là lạ nha các bạn. Đó, join, Orion join. Nó không phải là follow đâu, nó là join. Rồi mình join xong ha. Rồi tắt để đó. Rồi tiếp theo là Particle Space User. Nhiều bạn không biết cái Space User này nè. Thằng này cũng có, thằng này chứ, thằng này cũng có Space User nè. Đó, Interport nè. Space User nó đơn giản là chỉ là bấm nút follow của cái kênh này thôi ha. Rồi mình bấm luôn. Rồi bây giờ tiếp tục tới follow bình thường ha. Hồi nãy cái trang kia là mình join kênh nữa, còn bây giờ follow Twitter như bình thường thôi. Rồi bây giờ tới bước quan trọng nhất nè. Mình vô trang này. Rồi để có thể tham dự cái này, bắt buộc các bạn phải có cái invite code ha. Invite code ở đâu thì lát nữa mình sẽ đưa cho các bạn. Hiện tại thì mình có sẵn một cái mã invite code thì mình sẽ dùng cho cái ví này. Đây. Các bạn đừng có dùng mấy ba này nha, tại mình đã dùng hết trơn rồi. Đây là cái ví cuối cùng mình dùng luôn trong bộ ba này đó. Đây, mình sẽ bán vô đây. Bạn yên tâm đi, mình có cái sẵn cái invite code này rồi. Cứ mỗi một ví này kết nối vô thì các bạn sẽ được ba cái invite code ha. Làm cho này nè, bỏ này đi. Đúng. Rồi đúng account rồi. Đây, nó tự add cái mạng Plus Sepolia vô luôn ha. Cái nhiệm vụ này chưa có cần Sepolia ETH đâu, mà mình chỉ cần nó có cho các bạn sẵn 10.000 đô để các bạn trade luôn nè. Đây. Các bạn nhớ trade nhiều lên ha. Còn cái invite code các bạn lấy đâu ra, các bạn vô phần này nè, đợi nha, khoảng một tiếng đồng hồ nó mới sản xuất ra ba cái code này cho các bạn, chứ không phải vừa mới vô nó có liền đâu. Đây. Cái câu quan trọng nhất trong này nè, đó do final score của nguyên một cái đội mà các bạn mời á, ví dụ các bạn mời 3 ví thì nguyên cái đội đó, nó sẽ dựa vào cái điểm trading và cái tiền lời tiền lỗ gì trong này nè. Đó. Nên các bạn cần phải trade nhiều chứ không phải vô làm một hai lệnh cái là xong ha. Ở đây thì mình làm video nên mình làm một hai lệnh cho các bạn coi thử thôi. Đó, cái này thì nó kêu sai trên ví là đặt cái lệnh đó là xong. Rồi.
Xong rồi các bạn có thể đợi 5-6 giây gì đi, xong rồi close nó ha. Rồi như vậy là xong cái thằng set cover rồi đó. 12 tiếng đồng hồ sau ha. Thường nó cập nhật đâu khoảng vào khoảng 11 giờ đêm của mình với lại khoảng 12 giờ trưa của mình á. Đó là nó sẽ cập nhật một lần. Rồi giờ mình refresh nó cái này đi. Rồi xong ha. Mình có một ví làm xong này, nói chung nó cập nhật cũng nhanh chứ không phải là chậm đâu. Rồi tiếp tục tới thằng Interpol này nè. Phải có cái ETH trên Sepulia mới làm được. Rồi mình làm tiếp tục follow ha, follow. Mấy nhiệm vụ mạng xã hội này thì mình sẽ làm nhanh cho nó qua lẹ nha. Click vô đây để verify ha các bạn. Rồi sau khi verify xong thằng này thì nó không có cái chữ good mining, không có chữ good mining nên thôi, như vậy là xong rồi đó. Giờ tới like với retweet. Retweet rồi, bây giờ tới bước quan trọng nè, vì mình phải cầu từ Sepulia ETH qua ha. Trước khi mà cầu từ Sepulia ETH qua thì mình nhắc lại cho các bạn kiếm cái Sepulia ETH ở đâu. Thì mình vô trang này ha, Sepo, đây, vô cái địa chỉ này ha, sao nó lót lâu thế, này nó do lót nha các bạn, đây. Các bạn vô địa chỉ này, các bạn lấy cái địa chỉ ví của mình dán vô, không cần phải ký tá gì trên ví, chỉ cần dán vô thôi, xong cho máy nó hoạt động, treo máy hoạt động. Máy cấu hình của các bạn càng mạnh nó đào càng nhanh ha, kiếm được càng nhanh. Mình đào cái này khoảng nửa tiếng là kiếm được một ETH, Sepulia ETH rồi đó, để mình làm testnet đó. Rồi cái đó là xong ha. Rồi tiếp tục qua đây lại mình connect ví ha, mình chuyển về cái mạng Sepulia đó. Sao nó cứ nhảy về cái thằng quỷ này hoài trời. Sepulia nó nằm ở dưới đây nè các bạn. Đây mình có 2.3 Connect Wallet. Mình chỉ được breed tối đa là 0.01 ETH thôi nha. Nè các bạn breed 0.03 nó không chịu nè, thấy không? Maximum là 0.01 thôi. Bridge hơi bị phiền. Các bạn muốn có nhiều, các bạn phải chịu khó bridge nhiều lần. Có lẽ do cái thanh khoản của bên này nó chưa có nhiều quá các bạn. Hồi tối nay phí ga cao dữ bay. Hồi chiều mình làm phí ga đâu đó có khoảng 1-2 đô à. Mặc dù là testnet nhưng mà vẫn phải coi phí ga. Giờ này chắc đông dân Âu Mỹ nó làm rồi đó. Rồi xong ha. Đợi tí xíu, đợi một phút sau mình vô mình refresh cái này nha. Xong. Ồ, bấm follow rồi mà. Rồi sau khi refresh lại trang web thì nó xác nhận ví cho mình rồi. Cái trình duyệt Chrome này nó bị cái gì á. Rồi cái này update 15 phút lần ha. Sao giờ update 15 phút lần rồi, hồi nãy nó lẹ lắm các bạn. Hồi nãy mình vừa làm nó được liền luôn. Mình làm cái ví kia là rất là ngọt luôn. Vừa làm được luôn rồi. Rồi nói chung là mình breed xong ha, mình breed xong mình mới qua được tới cái nhiệm vụ của bọn Sin Future này. Cũng tương tự là mình follow nó. Rồi tham gia Discord của Sin Future.
Rồi, giờ mình làm tới Sim Future, mình vô cái trang web của nó nè. Đầu tiên là mình connect wallet, nó đã đang lâu nữa. Mình chuyển về mạng Sepolia ha. Đây, chuyển về mạng đây. Nó đã qua rồi nè. Rồi xong rồi mình, để mình trade được á, mình phải cần cái min, cái đồng này nè. Đó, min USDM ha. Mình bấm ra trên này có cái nút min ha. Có sẵn trên trang web luôn. Tức là cái này là động tác mình làm gì, mình làm faucet của cái đồng USDM này đó. Bạn nào làm trễ quá sợ nó tắt cái thằng faucet này nè. Mình sẽ được min một 10.000 đồng này. Rồi bây giờ mình bắt đầu chưa vô trade được đâu, mình phải nạp tiền vô ví nha. Hồi nãy mình mới claim về cái ví này thôi, bây giờ mình phải nạp vô cái account của tụi Sim Future này ha. Deposit đây. Mình nạp 5.000 đi. Rồi cái hành động này mình nhắc lại là mình cấp quyền cho nó sử dụng 5.000 cái đồng. Ở đây là mình cấp quyền cho nó sử dụng luôn 10.000, mặc dù mình chỉ nạp vô 5.000 thôi nha. Cấp quyền cho nó sử dụng 10.000 cái đồng token USDM này của mình nha. Nó chưa phải là cái hành động mà nạp tiền vô đâu. Đây, sau khi nó chạy xong transaction ấy, đó, nó báo confirm rồi. Thì cái hành động bấm confirm này mới là cái hành động nạp tiền vô nha các bạn. Tại mình phải giải thích cặn kẽ cho các bạn mà mới lần đầu tiếp xúc với mấy cái sàn phi tập trung này, họ hiểu các thao tác của mình nó là cái gì, tại sao nó lắm thao tác thế. Rồi mình có 5.000 đồng USDM ha, bây giờ mình trade. Các bạn lưu ý là mình chỉ trade được trên cái cặp ETH USDM thôi nha, còn mấy cái cặp ở đây nó đang bị lỗi thì phải, mình trade nó không có ăn lệnh. Ồ, cái này dùng pin này là Oracle của tụi Solana nè. Dạng này chơi với pin nè, nó không có chơi với Pi chứ, Pi Network. Nó không có chơi với lại Chainlink. Rồi bây giờ mình đặt lệnh ha. Đặt lệnh long mình 1x thôi, mình ghét xài đòn bẩy cao lắm. Rồi. Buy 5.000. Ủa, 5.000 ETH không phải. 0.5 thôi, 0.5 ETH thôi. ETH trị giá 1.166 đô. Đó. Nó confirm vậy đó, nó lên cái position các bạn, nó nổi như vậy mới gọi là xong nha. Đó, nó lên cái position như vậy mới gọi là xong. Rồi. Như vậy là mình đã xong tới cái nhiệm vụ của tụi đó là tụi Sim Future. Đây mình refresh lại. Nhưng mà rất tiếc chúng ta chưa thể verify được. Lý do là ở đây. Cái API kết nối giữa cái sàn Sim Future này nè với Galaxy nó đang gặp vấn đề. Các bạn thấy cái nhiệm vụ này mới ra mắt ngày 25 tháng 1 mà nó chưa hề cập nhật luôn. Ra mắt 25 tháng 1 mà trong khi cái API update nó mới tới ngày 23 tháng 1 cho nên nhiều người chưa có làm được lắm. Ở trong Discord của dự án nó cũng đang la làng quá trời, nó kêu là bật cái update này lên nó mới mọi người mới làm được nè. Đó, nó đâu có chạy đâu. Thì chừng nào mình sẽ theo dõi cái Discord của dự án. Đâu Discord đâu rồi? Nãy mình mới vô cái Discord. Để mình vô cái Discord của dự án mình cho các bạn coi luôn. Các bạn tập khi mà có câu hỏi gì á, các bạn tập vô cái tụi Discord của dự án để mình coi cái nguyên nhân gì mình giải quyết lẹ hơn. Đó. Thấy chưa? Work on your API, rất là nhiều người nhận ra cái lỗi này nó không có cho xác nhận được nè. Thì chừng nào có mình thông báo mình thử lại cái này có ok chưa. Rồi thằng này được rồi nè. Interpol này là qua rồi nè. Giờ mình claim NFT thôi. Cái thằng này nó đặt cái tên Plus này đặt cái tên y chang cái thằng Manta hồi xưa. Nó có Manta Pacific rồi Manta Festival và Manta Takeover nữa. Cái hàng này nó gọi là Blast Takeover. Hy vọng mai mốt nó có thưởng ok. Hàng này của bộ cái
cái gọi là cái quỹ đứng sau nó là tụi Polygen Capital, mình nhớ không lầm là Polygen Capital lớn lắm đó, bị Tier One đó các bạn, Tier One chứ. Rồi cái video giới thiệu sơ nét trước phần 1 của tụi Plus Takeover của mình đến đây là hết. Khi nào mà bên Galaxy họ ra mắt các dự án tiếp theo mà chạy trên cái dòng Plus Takeover này, mình sẽ làm video tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Còn khi nào mà cái tụi Plus Partico này với lại bọn Sin Future nó cập nhật xong thì mình cũng thông báo với các bạn trên kênh Telegram lẫn dưới phần bình luận ở dưới kênh cái video này ha, phần bình luận dưới video này. Nếu các bạn có thắc mắc gì hãy comment ở phần bình luận bên dưới. Nếu các bạn thấy video này hay hãy cho mình một like và một share, và đừng quên bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.